MC Minh Hà tái xuất màn ảnh sau 7 năm, trúng ngay phim của Tình Địch Tin Đồn. Việc MC Minh Hà trở lại đóng phim sau 7 năm vắng bóng đã khiến khán giả chú ý, bộ phim mà cô đang tham gia càng có điều đặc biệt hơn nữa. Minh Hà đã từng là cái tên quen thuộc của phim VTV Kỳ Vướng Phải Nghi Vấn Hẹn Hò Với Bạn Diễn Đã Có Vợ. Năm 2015, Minh Hà đóng chung phim Hôn Nhân Trong Ngõ Hẹp với Chí Nhân. Khi này, Chí Nhân đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc với Thu Quỳnh, hai vợ chồng đã có cậu con trai đầu lòng kháu khỉnh. Thế rồi, mạng xã hội xuất hiện loạt ảnh Chí Nhân và Minh Hà đi chơi riêng và có những hành động tình cảm trên mức đồng nghiệp thông thường. Cho dù cả hai đều phủ nhận chuyện hẹn hò nhưng cư dân mạng vẫn cho rằng Chí Nhân ngoại tình và Minh Hà là người thứ ba. Sau đó, vợ chồng Chí Nhân, Thu Quỳnh ly hôn càng khiến khán giả suy đoán Chí Nhân, Minh Hà phim giả tình thật. Từ đó đến nay, Minh Hà vắng bóng khỏi phim VTV và mãi bây giờ, cô mới trở lại trong phim Hành Trình Công Lý. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ ảnh trên trường quay kèm theo lời chào khán giả sau 7 năm thợ lặn. Đặc biệt hơn nữa, Thu Quỳnh đóng vai nữ phụ ở Hành Trình Công Lý. Việc Minh Hà đóng phim của Tình Địch Tin Đồn khiến cho khán giả hết sức tò mò, không biết nữ diễn viên quyến rũ và Thu Quỳnh có cảnh đóng chung nào không. Nếu có, chắc hẳn cả hai nữ diễn viên đều có thừa chuyên nghiệp để hoàn thành công việc, còn Hành Trình Công Lý sẽ có một phân cảnh vô cùng đặc biệt. Hiện giờ, cả Thu Quỳnh và Chí Nhân đều có cuộc sống riêng. Thu Quỳnh ngày càng xinh đẹp, nổi tiếng và thành đạt sau khi ly hôn, trong khi sự nghiệp của Chí Nhân có phần thua sút vợ cũ. Chuyện Tình Tin Đồn của anh và Minh Hà cũng không đi đến đâu, khi sau đó, hai người không còn thấy tương tác với nhau.